Nhưng mà còn một cái chuyện bồn nữa, còn một cái chuyện bồn hôm nay sư muốn nói cho mọi người là đúng là cứ cho như là cái số của sư nó vất vả đi, số của sư nó vất vả. À, đi đâu ấy, thì cũng chỉ như là dọn quán cho người ta bán hàng, mua pháo cho người ta đốt, đúng không mọi người? Sư mới nói là lúc bấy giờ thì sư mới muốn xây một cái gác chuông. Đấy, muốn xây một cái gác chuông thì cũng làm đơn, làm từ ra xã như nọ như kia. Thì lúc bấy giờ cái gác chuông thì xin cái mẫu của người ta về, thì nhìn cái mẫu lúc bấy giờ thì năm 2007-2008 mọi người, thì là cái mẫu gác chuông này chỉ khoảng độ 250 triệu đến 300 triệu là một cái mẫu gác chuông cũng đã tạm thời cũng được, cũng đã đẹp rồi. Thì khi mà sư xin cái mẫu về là sư cũng có bàn bạc, sư nói chuyện với ông Quốc. Đấy, thì ông ấy nhìn cái mẫu gác chuông thì ông có nói là trời ơi, cái mẫu này sắt dép cho cái mẫu của tôi, sắt dép cho cái mẫu của tôi. Tôi mà làm cái gác chuông đó tôi phải làm á 500-700 triệu cơ, chứ tôi không làm cái mẫu này. Thì bây giờ ấy, sư ông có tiền thì sư ông cứ đưa tôi, đưa gom mà cho tôi giữ, rồi tôi sẽ có bằng nào thì tôi giữ, còn đâu tôi sẽ làm cái gác chuông 600-700 triệu. Đấy, thì khi mà tất cả mấy cái người trưởng hội trong cái ban chấp hành họ ở cái làng Ô Mễ ấy, họ ở làng Ô Mễ thì họ cũng có tham gia cho sư, họ có nói là thầy ơi, tính của ông Quốc là ông ấy rất là khó tính. Khi mà được lòng ông ấy thì rất là vui, nhưng mà khi mà không được lòng ông ấy thì cũng sẵn sàng ông nói như nọ như kia. Thì chúng con khuyên thầy bây giờ còn ông ấy nữa, ông ấy nói là cái gác chuông là ông ấy phải làm đẹp như nọ như kia, thì chúng con khuyên thầy là thầy nhường quyền hết cho ông ấy, thầy đưa tiền cho ông ấy để ông ấy làm cái gác chuông. Chắc rằng là ông ấy già rồi mà ông ấy chỉ làm cái gác chuông này nữa là ông ấy cũng một cái sự cố gắng của ông ấy không làm được nhiều nữa đâu. Rồi còn đâu sau này thì thầy làm thì thầy cứ đưa tiền, gom tiền đưa cho ông ấy, thì cho nó về một mối, chứ nếu như thầy cứ làm như nọ như kia là không được đâu. Thì thầy mới chia sẻ cho tất cả mọi người là lúc đó là làm đơn làm từ thì là cũng cái hội trung đình họ cũng đang gây khó khăn, họ đang gây khó khăn là họ không cho làm. Họ không cho làm thì mọi các Phật tử nói như thế thì là thầy cũng chấp nhận thôi. Thì bây giờ ông ấy đang có cái uy tín, ông ấy xây cái chùa cho dân như thế này, mà bây giờ nếu như mà ông ấy làm các chuông ấy chắc là họ đồng ý cho ông ấy làm. Đấy, thì tất cả mọi người tham gia thì thầy cũng đồng ý. Đấy, thầy cũng đồng ý thì thầy mới chia sẻ cho mọi người là lúc bấy giờ là giá vàng có 880.000 một chỉ, 880.000 một chỉ, mà thầy đưa ông ấy 4 lần, đưa 4 lần cách nhau mấy tháng lại đưa, tổng số là 53 triệu. 53 triệu của thầy, giá vàng có 880.000 một chỉ. Mọi người thì mọi người sẽ tính được là bao nhiêu vàng. Đến khi không may ông ấy bị ốm, ông bị tai biến. Đã, ông bị tai biến thì sư cũng có ra, tức là ông ở bên đền ấy, nhưng mà khi ốm thì đưa về về nhà ở Mễ nghỉ mà mọi người. Thì sư mới có ra, thì sư nói, là nói với mọi người, là ông ơi, thầy muốn nói là về cái chuyện gác chuông. Đấy, ông nói là để ông xây, thì thầy có tiền thì cứ dồn cho ông, rồi nữa ông xây thì ông có công nhận là thầy dồn cho ông là 4 lần, là lúc bây giờ là thầy đọc từng lần một, là
tổng số là 53 triệu, thì ông có công nhận không? Thì ông mới có nói là đúng, tôi có công nhận, tôi có công nhận. Sư ông có đưa cho tôi 4 lần với số tiền 53 triệu, tôi có công nhận. Thì thầy mới nói là ông ơi, không phải là bây giờ ông ốm mà thầy vào thầy đòi tiền ông, không phải là như vậy. Thầy chỉ muốn vào thầy nói có mọi người, lúc bây giờ là còn bà cụ mẹ của ông Quốc còn sống, thì bây giờ còn cụ cũng như là còn mọi người, thì thầy chỉ muốn vào thầy nói lại cái chuyện này. Ông thì chắc là ông không thể làm được gác chuông nữa rồi, thì thôi thì sau này nếu như mà thầy làm cái việc gì, làm gác chuông hay là làm nhà tứ âm, thầy làm thì ông bảo các cháu thành tâm cúng vào. Đấy, thành tâm cúng vào, công đức vào. Chứ còn ông ốm như thế này thì thầy không bao giờ là thầy vào là thầy có ý là thầy đòi ông như nọ như kia. Đấy là thầy nói như vậy. Thì ông Quốc có nói là ừ được rồi cứ yên tâm rồi lúc đấy rồi là tôi sẽ căn dặn các cháu cúng vào, đem tâm vào như nọ như kia. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người, thì đến khi sư làm cái nhà tứ âm, sư làm cái nhà tứ âm cũng như là xây tường bao. Cái đất của chùa sư chia sẻ cho mọi người là xin 10 năm. Xin 10 năm mới được thêm mấy sào đất ở vườn chùa, nó mới rộng ra được như vậy. Xin 10 năm và mãi về sau người ta mới quyết định, người ta mới cho thêm mấy sào đất, nó mới rộng ra. Sư xây nhà tứ ân cũng như là bờ dậu như nọ như kia, làm cho nó khuôn viên nó quay lại. Lúc bây giờ là hết. Riêng cái nhà tứ ân thì tiền công là hết 101, đấy. Hết 101 tiền công. Rồi xây quay rồi như nọ như kia cũng có thể nó cũng tới hơn 500 triệu. Đấy, tất cả hơn 500 triệu. Mà sư chia sẻ cho mọi người là đến khi cũng mời con nhà ông ấy về dự lễ. Mọi người ơi, sư vẫn còn nhớ. Thì con trai nhà ông cũng chỉ cũng có 1 triệu thôi mọi người, cũng chỉ đem tâm về có 1 triệu thôi. Do đó là cái cuộc đời của sư nó vô cùng ngang trái mọi người nhé. Mà đến ngày hôm nay thì để nguyên ý, thì sư không bao giờ sư nói cái chuyện này, nhưng mà khi mà ma tăng nó dùng mọi thủ đoạn, nó làm cái bi vàng công đức lại có tên gia đình nhà ông Quốc cũng như tên con ông Quốc. Đấy. Cho đó là sư thấy cái sự việc này, sư thôi, sư cái chuyện sư tưởng là sư giấu kín trong lòng, nhưng mà thôi sư không giấu kín trong lòng nữa. Sư chỉ bấy nhiêu sư thành tâm, cái sự thành tâm của sư nó có như vậy thôi. Nhưng mà đúng là cái duyên nó chưa đến. Mà ngày hôm nay thì không thể ngờ được rằng ma tăng nó dùng thủ đoạn gì mà nó dùng những cái bảo vàng công đức mà con nhà ông Quốc lại có tên ở trong đó. Cho đó là sư mới chia sẻ cái bí quyết này cho tất cả cộng đồng biết. Đúng là trong cái cuộc đời quả sư luôn dọn quán cho người ta bán hàng, đúng không mọi người? Mua pháo cho người ta đốt. Nói chung là thôi thì sư nói là trong cuộc đời này chỉ sợ nợ ân tình mới khó trả, chứ còn sợ gì những kẻ lừa đảo cùng lũ lưu manh. Đời còn dài lắm mọi người ơi. Sư tạm biệt tất cả mọi người.
Sư chúc tất cả mọi người có buổi chiều thật là vui mọi người.